Chào các bạn, đây là Samsung Galaxy Alpha mà Samsung vừa giới thiệu tối hôm qua. Đây là chiếc A5. Hôm qua Samsung giới thiệu A3 và A5. Thì cái A5 và A3 là hai cái dòng sản phẩm mới của Samsung hướng đến giới trẻ, cũng như là có một cái thiết kế bằng nhôm nguyên khối, tức là nguyên một thân nó bằng nhôm luôn, không phải là bằng nhôm khung rồi gỡ nắp nhựa như là Note 4 hay là Galaxy Alpha. Và bây giờ mình có cái chiếc A5 nguyên hộp này. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem là cái A5 này khi bán ở Việt Nam như thế nào, và hình dáng của nó, cảm nhận của nó khi cầm tay như thế nào. Đây, mời các bạn. Thì các bạn thấy là ở cái A5 này Samsung đã áp dụng một cái hộp màu xanh kiểu mới, chứ không phải là hộp màu đen hay là màu gỗ như là những cái máy điện thoại trước của họ. Nhìn nó có vẻ trẻ trung thoải mái hơn. Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng là cái máy này được làm ở Hưng Yên, tức là nhà máy Samsung Việt Nam. Samsung có những cái nhà máy lớn nhất thế giới đặt ở Việt Nam. Cái A5 mình có trên tay này nó có màu là Pure White, tức là màu trắng chai. Khi các bạn mở hộp ra, các bạn thấy ngay cái máy A5, và ở trong đó Samsung có nhấn mạnh đến 3 tính năng ở trên cái màn hình ngoại dán. Trước tiên đó là cái màn hình Super AMOLED. Thì cái A5 này nó có kích thước là 5 inch bằng công nghệ Super AMOLED. Thứ hai là cái máy được thiết kế bằng nhôm nguyên khối luôn, và nó có một cái thiết kế slim dài, tức là rất là mỏng. Cái thứ ba mà Samsung muốn nói đến đó là cái tính năng selfie mà nó cao cấp hơn. Thứ nhất là nó sẽ tự động retouch, tức là nó chỉnh cái mặt mình sẽ đẹp hơn, và nó có cả tính năng tự sướng bằng cái camera sau đó. Bây giờ mình sẽ mở ra. Ở phía sau thì các bạn thấy là họ có cái hướng dẫn SIM 1 và SIM 2. SIM 1 thì bình thường, nhưng mà SIM 2 thì chúng ta có thể dùng tương tự, dùng cả hai, tức là vừa là SIM hoặc là vừa là thẻ microSD. Ở trong hộp chúng ta còn có sách hướng dẫn sử dụng, cục sạc của Samsung, một cái gim để lấy SIM ra, thiết kế khá là đẹp, một cái dây microUSB. Và cái dây microUSB này các bạn có thể thấy nó khác một chút xíu so với lại những cái dây microUSB của Samsung ngày xưa. Ở Samsung ngày xưa thì hai cái đầu, cái đầu nhỏ và đầu lớn của cái sợi USB nó hơi bè ra, nhưng mà cái sợi này nó đang thẳng hơn. Có một cái tai nghe của Samsung, cái tai nghe này là tai nghe nhét tai và có cái đầu mạ vàng khá là đẹp, thiết kế cũng đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái máy A5. Mình sẽ mở máy lên để mình nói tiếp. Thì trước tiên đây là cái A5, và chúng ta có một cái màn hình Super AMOLED 5 inch ở phía trước, và vẫn như truyền thống chúng ta có một cái nút home cứng của Samsung. Và nút home này thì không có cái trang bị cái nhận dạng vân tay như những cái chiếc Galaxy cao cấp khác. Ở trên màn hình thì chúng ta có một cái loa thoại, và chiếc Samsung thì đây là một cái rất là truyền thống của Samsung như những điện thoại khác. Chúng ta có hai cái cảm biến và một cái camera ở bên này. Thì camera chiếc của Galaxy Alpha A5 nó có cái độ phân giải là 5 megapixel, nó giúp cho cái việc chụp hình tự sướng nó tốt hơn. Đây là cạnh trái của Galaxy A5, thì các bạn thấy cái nút tăng giảm lượng nó nhỏ mạnh ở phía trên này, và nhìn vào cạnh trái này các bạn có thể hình dung được ngay cái máy A5 rất là mỏng đó. Và Samsung nói đây là cái máy mà mỏng nhất trong cái dòng Galaxy của họ, và nếu mà so với những cái máy ở cái dòng trung bình khác thì rõ ràng là cái máy này rất là mỏng. Ở dưới chúng ta có cổng kết nối microUSB, cũng như là một cái chắc cắm tai nghe và mic ở đây. Đây là cạnh phải của A5, thì các bạn thấy chúng ta có một cái khay SIM nhỏ, thì khay SIM này là khay SIM Nano, còn khay SIM bên trên nó to hơn là khay SIM Micro, và khay SIM này nó đồng thời là cái khay thẻ nhớ microSD luôn. Dĩ nhiên là các bạn nếu dùng mở rộng thẻ thì các bạn chỉ còn được một SIM thôi. Và đây là nút khóa mở màn hình. Ở đỉnh máy thì chúng ta có cái một cái mic khác. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là Samsung cũng chia các cái khung ra để mà tạo thành những cái phần anten khác nhau, nhưng mà họ đã sơn cái màu trắng phủ lên trên toàn bộ cái khung nhôm này. Mình không biết là sơn bằng cái gì, nhưng mình cảm thấy nó là như vậy. Và ở hai cạnh thì chúng ta thấy là họ cũng vát dạng kim cương. Ở đây là mặt sau của cái Samsung Galaxy A5, và các bạn có thể thấy ngay được rằng là nó có một cái thiết kế rất là thanh mảnh, rất là dài cao, chứ không mập như là cái Note chẳng hạn. Và mình thích cái thiết kế như vậy. Chúng ta có thể thấy rằng ở phía trên một cái đèn flash khá là lớn,
camera của A5 là 13.megapixel, nó lồi lên khoảng chừng 0.6 hay 0.7mm gì đó. Ở đây chúng ta có một loa ngoài, đôi của Samsung. Studios sẽ nói về cái hai sim và cái mặt sau của cái A5 này thì Samsung sơn nó cái mình có là màu trắng ngọc trai, còn cái màu khác như là màu đen, màu vàng và màu bạc nữa thì họ sơn lên. Đấy, và đây là cái bên trong máy. Thì rõ ràng cái cảm giác khi mà cầm cái Galaxy A5 ở trên tay mình khá là bất ngờ. Bởi vì trước giờ chưa bao giờ mình cầm một cái máy Samsung mà nó có cảm giác tốt như vậy. Rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là chắc chắn, rất là mỏng, cầm rất là thoải mái. Về cấu hình phần cứng của Samsung Galaxy A5 thì chúng ta có Samsung sử dụng chip Snapdragon 410, chip 64 bit, 1GB 3 và có 4 nhân, RAM là 2GB. Cái màn hình nó là HD và 50 inch, cái mật độ đẹp mình là 320 dpi, tức là cỡ như là cái màn hình Retina của Apple. Rồi, cảm ơn các bạn.